Cuốn sổ ghi đời là bộ phim truyền hình đầu tiên mà nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh tham gia và được ông tâm đắc nhất. Trong phim, ông đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh ông Cần, một người cha nghèo nhất mực thương con, muốn dành dụm cóp nhặt để mua cho các con mảnh đất để khỏi phải đụng chạm mâu thuẫn. Ông kiếm tiền bằng cách thu nhặt vỏ lon bia, điếu thuốc lá và đem bán lấy tiền. Kiếm được bao nhiêu cũng ghi vào một cuốn sổ. Nhưng xót xa thay, đến lúc chết vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Đó chỉ là một trong vô số những vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, nhưng cũng toát lên hình tượng nhân vật mặc nhiên đóng đinh dành cho ông. Bởi dường như chỉ có ông mới thể hiện được những vai khổ sở, lương thiện, những người chịu thiệt thòi, số phận bất hạnh. Đa phần những cái bộ phim mà nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh đóng, những cái nhân vật khắc khổ, những nhân vật nông thôn hoặc thành thị nghèo, những cái dạng vai mà luôn phải nhẫn nhịn, luôn phải chịu đựng và một người cha hoặc một người ông luôn luôn nhường nhịn, luôn luôn lo cho con cho cháu như một cách âm thầm, lặng lẽ. Mình rất quý trọng ông, bởi vì ông ấy là một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng, và thứ hai nữa là ông đóng những người vai khắc khổ của người nông dân Việt Nam rất là hoàn hảo. Người trang nghiêm nhưng mà bên trong lại rất tình cảm. Tức là những cái vai diễn của ông rất là mộc mạc, chân chất. Ấn tượng của em với nghệ sĩ là một nghệ sĩ chuyên diễn những cái vai rất là giản dị và gần gũi đời thường. Đối với một nghệ sĩ, thành công nhất dường như là việc được khán giả đóng đinh với vai diễn của mình, cho rằng họ chính là nhân vật. Đó cũng là cái chất rất riêng của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Đúng là trên phương diện nhìn vào ngoại hình thì là như thế, nhưng thực ra cái của diễn viên nó không chỉ là một cái ngoại hình không, mà khi người ta đào sâu vào, người ta tìm hiểu hay là người ta khắc họa cái nhân vật đấy thì người ta cần phải có về kỹ thuật, về bề dày, về cái tri thức văn hóa. Thì tôi thấy là tất cả, hầu như tất cả những vai của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh thể hiện thì đều là mang một cái màu sắc, nó mang cái tính hình tượng rất là cao. Những vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh dù cực khổ khiến người ta rơi nước mắt, nhưng đồng thời cũng mang đến thứ cảm xúc trong lành ấm áp. Đó là niềm tin vẫn còn những người tốt như thế ở trên đời. Dù rằng sau này sẽ có những diễn viên khác hóa thân vào những vai diễn dường như mặc định dành cho ông, nhưng trong lòng khán giả vẫn có một miền ký ức không thể xóa nhòa dành cho người nghệ sĩ thiện lương, khổ hạnh của màn ảnh Việt.